nghiêm túc từ một trận. Mục tiêu này của tao mày có chạy làm trời. Trời ơi, nó đi vào bụi không bắn được nó kìa. Chúc em xem live stream vui vẻ. Nói bé Pi không ngủ được anh em ạ. Nói to Pi không ngủ được. Cái gì? Bé Pi không ngủ được anh em ạ. What? Nói to Pi không ngủ được. What the f- Thì sao lại không có ai vào cùng mình, ai cứ để nó phá rồi easy vãi. Con này ulti còn thích hơn là con AD cũ kia đấy, con AD vừa mới ra đấy. Con này còn mạnh hơn. Đánh mắc ping thì một trận. Nhưng mà cứ chết như thế này hơi khó đấy. Thằng ép trận này mình phải lên cung, mình nên nhầm cái đồ rừng này nó đen. My
Ủa? Đâu rồi? Hết hy vọng à? Thả thử vào đây đánh mày không? Hy vọng cuối cùng lấy chữ top. Trời ơi, nó đi vào bụi không bắn được nó kìa. Bản này mình sẽ chơi nghiêm túc một bản này anh em ạ. Anh em để mình chơi nghiêm túc nha, mình không chắc là mình sẽ không đọc comment được. Tại vì mình tập trung đánh, mình rất ít khi mình nói chuyện. Anh em nếu mà anh em hay xem mic check hay là mic check của mình của team Flash ở Liên Quân á, thì mình rất, nếu mà trong combat là mình không bao giờ mình nói gì luôn, tại vì thì lúc đấy là mình đang tập trung. Kiểu tập trung đánh như nên là mình tập trung đánh thì mình sẽ không nói gì cả. Không giao tiếp với team lúc trong combat luôn. Cho nên là anh em có để ý là trong combat trong một team flash là ít nói. Nhá, mình chơi đây, em xem livestream vui vẻ nhá. Giờ ngoài thể hiện anh em ra thì không một cách nào khác nói chuyện đánh ngu, mà đánh ngu thì không có người xem, mà tập trung đánh thì lại không nói được. Destroyed a tower. My abilities are on cooldown. Hold on.
Thôi ăn làm sao được, ăn được không? Mong một số không biết. Ra mít à, ra mít này. Con này chiêu thức con này hay hơn thật mà, con này đánh hay hơn. Ôi, mấy ông này cứ cố làm gì ta? Thật sự là bây giờ mình ép boss thôi. Thông ba đường vào là thông là xong rồi, còn mình phải ép thẳng ở nhà nào đâu. Không cần thiết, mọi người không phải đánh không cần thiết đấy, phí quá. Xem livestream vui vẻ, nghiêm túc từ một trận. Ai.